Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 5 gồm có 6 câu, 3 clip đúng không nào? Mỗi clip là 2 câu. Thì cái bài số 6 này cũng vậy thôi em. Nó gồm có 6 câu thì thầy chắc cũng sẽ quay cho em 3 clip. Clip đầu tiên thầy sẽ quay câu 6A và 6B. Ok. Khảo sát sự biến thiên và vĩ đồ thị hàm số, đây chính là những cái hàm mà phân tích hiệu tỉ ha. Thì gặp những dạng này chắc chắn là người ta nhớ tới đường tìm cộng. Đúng không? Câu A này, tập xác định D sẽ bằng R trừ đi cho gì các em? X cộng 1 khác 0, nghĩa là x này sẽ khác âm 1. Như vậy thì nó sẽ trừ ra cho phần tử 1 này, âm 1. Các em hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần sự biến thiên. Sự biến thiên á, thì ở đây chúng ta sẽ đi tìm các cái đường tìm cộng. Thì cái việc mà áp vô cái việc mà theo công thức á, mà liên ít tiến tới, ví dụ như thằng này thì ít tiến tới bao nhiêu em? Trừ 1 à? Trừ 1 trừ, rồi trừ 1 trừ 1 cộng. Thì cái ít bằng trừ 1 đó chính là tìm cộng gì? Thầy liền ghi nhanh là cái đường tìm cộng đứng của chúng ta đó chính là ít bằng mấy? Ít bằng trừ 1 đúng không nào? Còn cái tìm cộng ngang y thì hệ số đây là 1, ở đây 1 thì nó sẽ là 1 chia 1 là y sẽ bằng 1. Và cái tâm đối xứng của chúng ta nó lấy là giao của hai cái đường tìm cộng này làm tâm đối xứng thì y này sẽ là bằng âm 1. Âm 1 1 làm tâm đối xứng này. Hiểu chưa nào? Còn cái việc mà áp cái giới hạn liêm vô thì tí thầy sẽ đưa ra bài giải chi tiết thì chúng ta sẽ thấy được ngay. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính đạo hàm. Ta tính đạo hàm y phẩy này. Đạo hàm đây là bằng 1 nhân đạo hàm thằng này thì bằng 1 nhân cái mẫu là x cộng 1 đúng không? Trừ ở đây cho x trừ 1 nhân đây cho 1. Ok. Đây là x cộng 1 trên bình phương. Cái này bước này chúng ta có thể tính ngoài nhát cũng được nha. Ra được là x cộng 1 trừ x cộng 1 trên cho x cộng 1 bình phương. Như vậy đạo hàm ta sẽ bằng là x trừ x hết, 1 cộng 1 bằng 2 trên x cộng 1 bình phương, thì thằng này nó luôn luôn là dương này. Luôn lớn không với mọi x với mọi x khác gì? Âm 1. Đúng chưa? Đó. Như vậy thì hàm số xem thử là nó đồng biến ở khoảng nào, mạch biến khoảng nào, và thì chúng ta sẽ tiến hành lập bảng biến thiên. Như vậy đây là x, ở đây là y phẩy, đây là y, ở đây là âm vô cùng, ở đây là dương vô cùng, nó trừ đi cho phần tử này. Nên như vậy âm 1 này không xác định ở đây, chúng ta gạch hai gạch này, có đúng như nào? Như vậy đây dương hay âm? Ở đây là dương thì thằng này dương, nhưng mà qua nhớ qua nghiệm kép, qua nghiệm kép hoặc là qua cái điểm không xác định hoặc là không tồn tại thì nó có đổi dấu không? Không đổi dấu. Như vậy đây dương thì thằng này cũng sẽ là dương, chứng tỏ hàm số này sẽ đồng biến hết, đúng không? Như vậy giới hạn x tiến tới âm vô cùng của y thì bằng mấy? Nó chính là tìm cận ngang này, chính là tìm cận ngang này, chính là y bằng 1. Thằng này cũng là 1 đúng không? X tiến tới một âm 1, âm 1 cộng âm 1 trừ thì thằng này ra là dương, còn thằng này sẽ ra là âm này, bên phải và bên trái. Ok, bên trái và bên phải. Đó là bảng biến thiên. Như vậy thì hàm số này đồng biến trên cái khoảng là từ âm vô cùng cho tới âm 1 và từ âm 1 tới dương vô cùng. Và hàm số này nhớ là không có cực trị nha. Bây giờ chúng ta đi sang phần 3 là đồ thị. Đồ thị thì chúng ta đầu tiên giao với trục tung. Giao với trục tung nghĩa là x bằng mấy? X bằng 0 thì suy ra y bằng mấy này? X bằng 0 suy ra thằng này bằng 0, thằng này bằng 0 thì chúng ta lấy âm 1 chia 1. Âm 1 chia 1 là bằng âm 1. Như vậy chúng ta có cái điểm đầu tiên là 0, âm 1. Giao với trục hoành. Giao trục hoành nghĩa là y bằng 0. Y bằng 0 thì thằng này nhân chéo lên đây, nghĩa là suy ra đây là x trừ 1 bằng 0, suy ra x sẽ bằng mấy? X sẽ bằng 1. Nhưng mà cái điểm thứ hai chúng ta làm 1, 0. Chúng ta có thể cho thêm một số giá trị, được nào, cho thêm một số giá trị. Tại vì cái điểm, cái tâm đối xứng của chúng ta, tâm đối xứng chúng ta là giao của hai đường tìm cộng, tìm cộng đứng và tìm cộng ngang hồi nãy chúng ta đã có rồi, đó chính là bằng âm 1, 1. Cái này thầy giải thích rồi đúng không? Bây giờ bảng giá trị, bảng giá trị đặc biệt á, chúng ta cho thêm một số giá trị để chúng ta sẽ vẽ. Đây là x, đây là y. Hồi nãy ở đây chúng ta có 0 với 1 rồi đúng không? Chúng ta có thể cho thêm ví dụ như là âm 1 là không được rồi, tại vì âm 1 là
cái thằng này nó không tồn tại âm 1 thì khi người ta cho giá trị x thì né thằng này ra, né thằng này ra đừng cho x bằng âm 1 và thế vô là tâm mình nha các em nha, là tiêu đời á, các em hiểu không nào? Thì chúng ta nên cho đây là âm 2, âm 3, âm 2, ta cho từ nhỏ đến lớn, ở đây 0, ở đây 1, ví dụ đây là 2 đi, ví dụ thế, hiểu không? Như vậy hai giá trị x bằng 0, y bằng âm 1 ở đây có nè, x bằng 1, y bằng 0 ở đây. Rồi chúng ta thế chỗ x bằng âm 3 chỗ đây, âm 3 thì âm 4, âm 4 chia âm 2 thì kết quả ở đây sẽ bằng mấy nha? Đó, là bằng 2 đúng không? Thế cái âm 2 vô, thế cái âm 2 vô thì thằng này là bằng bằng 3 đúng không? Bằng 3, x bằng âm 2 thì y bằng 3, âm 3 chia âm 1 đúng rồi. Ta cho x bằng 2 vô, 1 bằng 1 phần 3 đúng không em? Rồi, rồi như vậy chúng ta có đầy đủ các điểm rồi. Thì bây giờ chúng ta tiến hành vẽ thôi. Có đầy đủ yếu tố này, thầy sẽ vẽ em trong tờ giấy giống như bài số 5 thôi. Thầy sẽ vẽ trong tờ giấy này. Một cái bài, một cái tờ giấy thầy sẽ giảng, một tờ giấy thầy sẽ vẽ hình, và một cái tờ giấy là bài giảng chi tiết. Rồi các cái bước, các chữ trong đó để chúng ta viết nha. Làm như vậy thì quá ư là bài bản đấy em. Còn em mong muốn thì người thằng em có khả năng tham khảo ở các kênh khác cho thầy, thì thực sự là ba bộ sách là đuối như một cái chuối luôn em. Rồi ok, bây giờ thầy sẽ vẽ cái gì đầu tiên. Nhớ cái dạng này thì chúng ta phải vẽ hai đường tiệm cận đầu tiên nha. Chúng ta phải vẽ hai đường tiệm cận. Ở đây là đường tiệm cận đứng, ta là x bằng âm 1. Âm 1 đâu? Đây, x bằng âm 1. Chúng ta vẽ tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng sẽ song song với trục tung này. Ta đưa trục tung qua, đó, song song trục tung. Ta vẽ bằng nét liền nhé. Thằng này đã chính là x bằng âm 1. Ok, là tiệm cận đứng. Tiệm cận ngang ta là y bằng 1. Y bằng 1 đây. Số 1, tung độ 1. Tiệm cận ngang ta vẽ song song với trục hoành. Thầy biết các kênh khác thì có chi tiết giống như thầy hay không? Và thầy cũng có xem qua một số clip của một số thầy cô dạy, thì thầy thấy cũng nhanh, đi cũng nhanh chứ không phải không chậm đâu. Lược bỏ một số bước, thầy thì sợ các em lại không hiểu, thì đây chính là điểm đối cái tâm đối xứng này. Đó, là tâm y ở đây này. Hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ biểu thị các cái điểm này lên. Rồi chúng ta vẽ x bằng âm 3, y bằng 2. X bằng âm 3, đây âm 1, âm 2. Đây là âm 2, đây là âm 3 đúng không? X bằng âm 3, y bằng 2, đây 1. Ở đây 2. Khi chúng ta vẽ đúng thì tất cả các điểm nó sẽ nằm rất là khớp ở trên cái đồ thị nó đi qua nha. Và khi em xác định sai, vẽ sai thì chắc chắn nó sẽ gạch chớp à, nó sẽ sai à. Nó không nằm đúng ở trên cái tọa độ đó. Đây, điểm này chúng ta phải đánh dấu để em tí nữa chúng ta khoan nhân vẽ cho anh đồ cho anh đúng. X bằng âm 2, y bằng 3. Âm 2 đây, y bằng 3 đây. Đó. Điểm thứ 2. X bằng 0. Đây là 0 này. X bằng 0, y bằng âm 1. Âm 1 đây. Qua điểm này. X bằng 1, y bằng 0. X bằng 1, y bằng 0. Đây, qua điểm đây. Rồi, hình dung này. Khi nó chạy vẽ đường tiệm cận thì nó phải chạy. Nó chạy sát đây. Thằng này chạy sát đây này. X bằng 2, 1 phần 3. Đúng không? X bằng 2. Ở đây là 1 nè. Ở đây là 2. Y bằng 1 phần 3, 1 phần 3 đây. 2 đây đúng không? Đó, nó đơn giản lắm. Ê, từ gì vậy? Từ thầy có bị rối lòng tiền đình không? Đây là âm 1 đúng không? Đây là âm 1 mà. Không từ đây, không thì 1 phần 3 nằm đây chứ em. May hồn sai không? Thầy nói bị rối lòng tiền đình. Thầy nói sao cái đường tìm gần ngang nó nằm đây mà sao anh này cong đây là thấy tào lao à? Đây, xin lỗi em nha. Chỗ đây nè. Đây, đó, nó sẽ cong theo đường này nè. Bỏ chỗ đây em nhé, bỏ này, nó sẽ cong theo đường này nè.
Đó, ta hiểu không? Rồi, ok. Giờ vẽ được rồi đó. Đối ở dưới này thì đây nè, chúng ta thấy hồi nãy chúng ta thầy nói rồi, đây là cầm theo đường này nè. Và anh chạy dọc với đường tìm cận ngang này, à, anh xuống này. Xuống anh bám với đường tìm cận đứng như đây này, đó. Thấy chưa? Đó, một nhánh này. Còn thằng này chúng ta cũng sẽ chạy, à, nếu được thì chúng ta thì cho thêm x bằng âm 4, nó sẽ nhảy lên trên đây này để cho chúng ta nghĩ chính xác. Còn không thì đây chúng ta sẽ chạy theo dọc. Ở đây nó đã có hai điểm này, đây nó chạy qua hai điểm này, và khi đó nó sẽ chạy và nó bám vô trong cái đường tiệm cận này nha, chứ đừng có bám vô trong cái trục hoành này là tàu lao nha. Nhớ là bám theo hai đường tiệm cận để chúng ta đồ cho chính xác em nha. Nó không được sát ở đường tiệm cận này, nó chỉ bám gần sát thôi, tiệm cận thôi, hiểu chưa? Đó, nhớ là anh bám sát cái đường, hai cái đường tiệm cận này, cái đường tiệm cận đứng này, đường tiệm cận ngang này, đường tiệm cận ngang này, đường tiệm cận đứng này, anh làm cái tâm này tận đối xứng này. Đó, quá đẹp không? Ô, thầy nhìn vô trong đèn led riết rồi mắt thầy nó mờ luôn em, mờ câm luôn á. Tại vì hệ thống đèn led em ha, nếu không có hệ thống đèn led này thì em đâu có nhìn rõ được, mà thầy nhìn mắt của thầy đèn cận hai độ mấy, mà khi thầy quay thầy mới đeo gương, thầy mới đeo gương em. Đó, nhớ cái bảng giá trị, lập thầy cái bảng giá trị này ra để chúng ta vẽ nha. Dạng này thì đôi lúc có vẻ dễ hơn, nếu chúng ta hiểu thì dạng này có vẻ dễ hơn cái phần hàm bậc 3. Tuy à, nó không như nhau em, nó không dễ như nhau chứ cũng chả gì khó nè, điều nhiều bước quá. Chứ còn khảo sát đồ thị hàm số này thì bình thường, không phải là gọi là tư duy quá cao, hiểu không? Rồi để bài giải chi tiết này. Câu A này em, sự biến thiên này, ở chỗ này chính là thêm dấu trừ đóng mở ngoặc, đây là trừ này, ở đây có dấu trừ đóng mở ngoặc, ở đây bên ngoài này là cộng nha, phía bên trái và phía bên phải, dấu trừ này thể hiện phía bên trái này, dấu cộng này thể hiện phía bên phải này. Rồi ok, ghi tới chỗ đây đây, những cái mà râu ria này nọ thì chúng ta phải tự thực hiện, chứ mà thầy mà thực hiện nữa thì tới mù quýt cũng chưa xong. Bộ cánh diều này là thầy ưu tiên quay đầu tiên em, quay trước trong ba bộ sách là bộ cánh diều này thì quay trước này, các em lúc nào được bộ cánh diều này được học trước này, đầu tiên này. Tại sao em biết không? Tại vì thầy chọn bộ cánh diều này quay trước là tại vì kiến thức nó đơn giản. Cái thằng chân trời với thằng kết nối thì thầy nói em là nó viết khá là nâng cao và khá là dài. Mọi cái việc làm này nọ gì đó thì nó đều có lý do của nó cả em. Các em không thích ghi lập bảng giá trị thì chúng ta có thể ghi theo câu này cũng được. Còn dù giáo viên á, ở trên trường mà các em thích ghi cái từ lập bảng giá trị mà kể cái ô ra giống như thằng nãy thì chúng ta làm và chúng ta không ghi cái này. Nghĩa là cái bảng giá trị đó là thay cái câu này, cái dòng này. Các em hiểu không? Nó có hai cách trình bày, một là ghi theo cái dòng này, hai là chúng ta ghi lập bảng giá trị, chúng ta kể cái ô ra x ở trên và y ở dưới. Thì chúng ta điền tương ứng nhau, dù x bằng 0 thì y bằng -1, x bằng 1 y bằng 0, x bằng -2 y bằng 3, ví dụ thế. Hiểu chưa? Rồi thì đó, ok, cái này phải có câu này em nha, phải có câu này. Rồi, đây. Ví dụ như cái này chúng ta muốn bổ sung thêm là hồi nãy là x bằng 2 thì y bằng 1 phần 3 thì nằm đây nè, 1 phần 3 thì chắc chắn là anh lên chỗ đây nè, đây. Đó. Hiểu không? Đó. Điểm đây nè, đó. Khi chúng ta vẽ đúng thì chắc chắn các điểm khi các cặp điểm mà chúng ta cho chắc chắn nó nằm trên đồ thị hết nha. Từ khi game tính sai không bao giờ lên nằm trên đó được, nằm ở đâu á. À. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu B em nhé, câu B.
Rồi, ta sẽ đi sang ở câu B. Người ta yêu cầu em là khảo sát sự biến thiên và vỉa đồ thị hàm số sau. Hàm số này, râu ria này nọ thì chúng ta biết rồi đúng không? Bây giờ thầy sẽ chỉ ra luôn nhanh. Tìm cận đứng. Tìm cận đứng đó chính là x cộng 1 bằng 0. X cộng 1 bằng 0 nghĩa là suy ra x ở đây sẽ bằng âm 1. Như vậy đó chính là x sẽ bằng âm 1. Sau đó chúng ta ráp vô lim x tiến tới này nọ gì đó. À, âm 1. Hiểu không? Thì cái việc đó thì chúng ta sẽ áp vô xong. Còn tìm cận ngang. Tìm cận ngang ở đây em thấy hệ số đây là âm 2. Ở chỗ đây người ta không ghi nghĩa là 1. Âm 2 chia 1 là bằng âm 2. Như vậy y sẽ bằng âm 2. Thì chúng ta áp cái giới hạn vô. Lim x tiến tới cộng trừ vô cùng thì y này đều bằng âm 2. Thì âm 2, y bằng âm 2 này đó chính là tìm cận ngang. Và cái điểm đối xứng của chúng ta, cái điểm đối xứng của chúng ta là nó chính là giao hai đường này, đó chính là âm 1, 2. Ok, điểm đối xứng. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính cho thầy cái đạo hàm. Đạo hàm y phẩy ở đây là ra được là âm 2 nhân ở đây cho x cộng 1 đúng không? Trừ cho ở đây trừ 2x. Trừ 2x gì nữa? Nhân ở đây cho 1 ha. Tại vì đạo hàm của thằng x cộng 1 là bằng 1. Ở đây là x cộng 1 bình phương. Ok chưa? Nhưng mà kết quả ở đây là y bình phương sẽ bằng là âm 2x trừ 2 trừ trừ thành cộng, cộng 2x trên đây cho x cộng 1 tất cả bình phương. Nhưng mà thằng này trường này hết, nó còn lại là âm 2 trên cho x cộng 1 tất cả bình phương. Thì thằng này chắc chắn là nhỏ hơn 0 với mọi x khác. Khác gì? X trừ 1. Được chưa nào? Thì thằng này chắc chắn là nó sẽ như nào? Nghịch biến này. Nó sẽ nghịch biến ở trên các cái khoảng của nó. Tới đây rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lập cái bảng biến thiên. Chúng ta tiến hành lập bảng biến thiên. Ở đây là x, y phẩy, đây là y. Ở đây là âm vô cùng, ở đây là dương vô cùng. Như vậy thì cái anh hồi nãy d, d bằng r trừ đi, nếu mà tập xác định ta là d bằng r trừ đi cho âm 1 đúng không? Như vậy thì ở đây âm 1 nó không tồn tại thằng này, thì đây là âm 1. Hồi nãy chúng ta thấy là đây gì nè, thằng này không tồn tại, ta gạt hai gạch xuống. Thằng này âm thì thằng này sẽ âm, và thằng này không đổi dấu thì nó cũng là âm. Như vậy xuống đây. Ok, hiểu không? Như vậy x tiến tới âm vô cùng thì y này tiến tới mấy? Tiến tới âm 2. X tiến tới dương vô cùng thì y này tiến tới âm 2 ha. Ở phía bên này thì nó ra được là âm vô cùng. Thì này sẽ là gì? Dương vô cùng. Được chưa? Rồi, cái bảng biến thiên của chúng ta là như vậy. Hàm số này nó sẽ nghịch biến ở trên cái khoảng đó chính là từ âm vô cùng cho tới âm 1. Và từ âm 1 tới dương vô cùng. Và hàm số này không có cực trị nha. Xong. Bây giờ chúng ta có khả năng cho bảng giá trị luôn, hoặc là cứ trục hoành trước, giao với giao trục tung đi. Giao trục tung thì hoành độ bằng 0 là x bằng 0, thì suy ra y bằng mấy? 0. Thằng này 0 thì chắc chắn y này cũng bằng 0. Đây chúng ta nhìn cái hàm này để chúng ta thế. Như vậy đây chính là góc tọa độ 0 0 này, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cho y bằng 0. Y bằng 0 thì có phải là thằng này không? Thì thằng này nhân lên đây thì nó ra được là âm 2x bằng 0. Suy ra x bằng 0 thì chính là góc tọa độ 0, 0 này. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một số gọi là cái bảng giá trị. Còn cái tâm đối xứng, tâm đối xứng ta đó chính là tâm y này sẽ là giao của hai cái đường này. Hai cái đường tìm cận đứng và tìm cận ngang. Tìm cận đứng ta là x bằng âm 1 và tìm cận ngang là y bằng y bằng âm 2 hả? Âm 2. Âm 2 chỗ đây em. Âm 1 âm 2 ha. Trong quá trình viết thì thiếu cái dấu âm ở chỗ đây. Rồi bảng giá trị thì bây giờ chúng ta có này. X y. Thì ở đây chúng ta có thể chạy ở đây là x coi x khác bao nhiêu. Để x khác âm 1 thì chúng ta có thể chạy âm 3. Âm 2 0 1 2. Ta có thể chạy thêm một số điểm như vậy. Như vậy x bằng âm 3 chúng ta thế chỗ đây. Rồi bây giờ chúng ta thế chỗ đây để chúng ta tính nhầm nhầm cho 5 giá trị này vẽ được rồi. Âm 3 thì trở thành là 6. Âm 3 cộng 1 là bằng âm 2. 6 chia cho âm 2 là bằng âm 3. Thế x bằng âm 2 vô. X bằng âm 2 thì 4. 4 chia âm 1 sẽ bằng là âm 4. X bằng 0 thì y bằng 0. 1
1 thì âm 2, chia âm 2 là bằng âm 1, 2. Nếu mà 2 thì đây là âm 4, chia đây cho 3 đúng không? Âm 4 phần 3, được chưa? Đúng nè. Nếu chúng ta thấy số 2 vô, số 2 vô là nhân âm 4 phần 3. Rồi bây giờ chúng ta vẽ hình thôi, chúng ta vẽ thôi. Tới cái đoạn vẽ là thấy khỏe người rồi đó. Lấy tờ giấy. Bà nào mà làm gọi là đủ thủ tục để mổ, giống bác sĩ mà đưa bệnh nhân vô mổ phải kiểm tra tim gan phèo phổi các kiểu đủ điều kiện rồi lên mổ. Bây giờ là tới cái việc vẽ đồ thị này gọi là lên bàn mổ nè, chứ đâu phải đi đầu con người ta ra mổ liền được em, phải kiểm tra hết. Rồi ok, bây giờ thầy sẽ vẽ hai đường tiệm cận trước. Tiệm cận đứng là bằng x bằng âm 1, âm 1. Vì cái dạng phân tích hiệu tỷ này mà không có đường tiệm cận này là thua anh em. Không biết đường là đâu mà vẽ được cái đồ thị được đâu. Đây, x bằng âm 1 này, tiệm cận đứng. Ok. Tiệm cận ngang y bằng âm 2. Âm 2, âm 2, âm ở dưới đây. Đây âm 1. Đây, âm 2. Quan trọng là các em phải nhìn để mà học hỏi theo các cái trình tự đã vẽ á, cho đưa ra đáp án đùng đùng. Các em đâu biết vẽ như thế nào, đâu biết vẽ cái thằng nào trước mà vẽ thằng nào sau, có đúng không? Cái việc mà cái đáp án nó nhiều lúc nó quan trọng mà cũng không quan trọng bằng mà chúng ta hiểu là các cái trình tự để làm á, các cái bước làm nha. Đấy, thì giao của hai cái đường tiệm cận này là vị trí này, thì đây chính là tâm y đó, có hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi bây giờ sẽ biểu diễn các điểm này lớn. X bằng âm 3. Đây này, x bằng âm 3, y bằng âm 3. Coi nhầm chỗ đây nha. Đây là góc tọa độ đây nha. Chứ không nhìn mặt lé mặt lòi cái độ đầu một tí thấy đường tiệm cận ngang này nó trục hoành cái thì chết. X bằng âm 3, ở đây âm 1. Âm 2. Và đây là âm 3. Y bằng âm 3, âm 1, âm 2, âm 3 đây. X bằng âm 3. Y bằng âm 3. Đừng có nhầm đường tìm còn đứng này là trục tung nha. Nhiều lúc nó bị mơ ngủ nha. Thực sự á, thầy thì cũng rất là chỉnh chu, nhưng mà nhiều lúc miệng nó một đằng mà tay nó ghi một nẻo mới chết nha. Rồi ok, một điểm. X bằng âm 2, x bằng âm 2, y bằng âm 4. Đây âm 4 này, âm 2 đây. Đó, tô đậm đậm lên. X bằng 0, y bằng 0. Thằng này một điểm, chấm cho đây to tù lù vô. 1, x bằng 1. Đây, x bằng 1, y bằng âm 1. X bằng 2, y bằng âm 4 phần 3. Ở đây là 1 đúng không? Là 2, 4 phần 3, âm 4 phần 3 thì bằng âm 1,33 thì nằm đây nè. Âm 4 phần 3 nằm chỗ đây. Đây kìa. Thấy chưa? Đó. Bây giờ nè, cái nhìn hình dung ra được đồ thị không? Anh đi vào ô qua đây thì khi đó chắc chắn anh sẽ chạy này, anh chạy từ đây xuống đây, anh bám theo cái đường này này, theo đường tìm cận này qua đây là một đường này nha. Đây. Đó, anh nhớ là bám theo, chạy theo đường tìm cận này em nhé. Đó, em thấy một nhánh rồi nè. Rồi, tại vì anh làm đi làm tâm đối xứng mà, thì chứng tỏ em thấy đường tiệm cận đây thì anh sẽ chạy qua đây, từ đây qua đây qua hai điểm này xuống đây. Các hiểu hình dung đồ, đây qua đây này.
dạng này cũng phải có năng khiếu tô xíu. Thầy thì được tới mấy cái hoa tay rồi, chị thầy là gọi là giáo viên mỹ thuật 10 cái hoa tay vẽ cực kỳ đẹp, còn tới thầy thì thôi thua, vẽ con gà mà tưởng thành con quạ không đó. Nói chung ok đó, vậy được không, đẹp chứ bộ, đừng có chê thầy nhỏ à, quá đẹp ha. Ok rồi, chuẩn chỉ đó. Wow. Này. Rồi, bài chi tiết này. Đây. Ghi chép thì đã ghi vô. Áp dụng sao cho nó phù hợp với cách trình bày của giáo viên trên trường á. Tại vì mỗi người thầy và cô thì cũng có cách trình bày tùy. Ông thì màu mì thì ghi dài dòng, ông thì tóm gọn ba dăm câu ba sợi ba bước tìm đường tiệm cận, cái lập bảng biên thiên, cái tìm điểm đối xứng, cái lập bảng giá trị, cái vẽ ốc ra. Còn nhiều người thì phải này nọ như này, kỹ càng kỹ càng tốt thôi, chứ có những thầy học rất là nhiều thầy cô phong cách dạy khác nhau, chứ không phải là giống nhau đâu em. Trong trường cơ cả tổ toán cái kiểu này nọ, có nhiều người nghĩ đơn giản nhưng mà sợ trong quá trình làm người ta là trừ điểm, nên bắt buộc thầy phải trình bày kỹ. Thì bạn nào áp dụng được cái nào thì áp dụng, hiểu không nào, chứ không là thầy là trình bày cẩu thả các kiểu thì chừng gặp giáo viên mà khó chịu nó quả, sao mày không đi học thêm tao mà sao mày biết làm hết đấy. Nó dạ con học thầy Quang. Nó thầy Quang không, thầy nào đầu vặt không còn sợi lông luôn, vặt ghê lắm. Một số giáo viên dạy không có tâm là thấy học sinh như vậy là gai con mắt em, đầu là gọi lên gọi xuống, giày vò lương tâm cắn rứt các kiểu à. Tùy em, xã hội này phức tạp lắm, ta ra đời mai mốt học xong 12 đi thi sinh viên ra đời rồi các em sẽ biết rất phức tạp, nhìn cái mặt người ta vậy chứ mà trong lòng người ta chả biết người ta nghĩ gì đâu em, nó ngồi nó cười nó giỡn mình vậy đó, đùa vậy chứ mà nó chém mình lúc nào không hay em, thầy nói thật sự đó. Nên ra ngoài đời thì phải cẩn thận hết sức, nhìn người để mà chơi, phải hiểu những cái thằng mà nịnh bờ các kiểu vì một cái tư lợi lợi ích gì cá nhân á, là coi chừng, chỉ chơi qua đường thôi em, những cái thằng đó đừng làm thân em, đừng làm thân, khổ sau này khổ, chơi người ta sẽ cảm nhận được nó thực tình hay không thực tình thôi. Thầy nói chung là cuối clip thầy cũng chia sẻ một xíu cuộc đời thầy trải qua cũng nhiều rồi. Ok, như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái hai câu tiếp theo CD nha. Bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.